Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ung nhọt EVN đang căng, chỉ cần một mũi kim là bục. Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng đã ký quyết định thay cho Thủ tướng, chấp nhận cho ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN được nghỉ hưu sớm. Thời điểm ông Thành nghỉ hưu là ngày 1 tháng 5 năm 2023. Sau 8 năm ngồi chiếc ghế Chủ tịch Tập đoàn EVN, ông Dương Quang Thành lại xin nghỉ hưu sớm, trong khi đó tuổi của ông còn đến 4 năm nữa mới được nghỉ hưu theo chế độ. Ghế Chủ tịch một tập đoàn của nhà nước độc quyền mua và bán điện là một vị trí bao nhiêu người mơ ước. Ngồi ở ghế này thì sẽ trở thành đại gia không mấy chốc. Tại sao ông Dương Quang Thành lại xin nghỉ hưu nhanh đến như vậy? Vì sao ông Dương Quang Thành phải nghỉ hưu non là câu hỏi đặt ra, hay là tháo chạy trước khi bão ập đến? Ghế ngon ăn không ai chịu nhường cả, ngoại trừ đang có bão ập đến. Nếu ngồi thêm 4 năm nữa thì tài sản của ông Thành sẽ không dừng ở mức như hiện nay. Một năm làm chủ tịch của EVN thì e rằng phải bằng ngàn năm lương công chức. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã tự tay ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng của Bộ Công Thương, giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Điện lực. Ông An, 58 tuổi, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành năng lượng điện tại Cộng hòa Séc và thạc sĩ quản lý hệ thống điện, quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan. Thời gian phân tích và phát hiện vấn đề đó là tại sao khi ký quyết định nghỉ hưu cho ông Dương Quang Thành, thì ông Phạm Minh Chính đẩy cho cấp phó ký, còn ký quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Hoàng An, thì ông Chính đích thân lại ký. Phải chăng ông Phạm Minh Chính nhận thấy có gì đó bất ổn với ông Dương Quang Thành, nên ông Chính đã né trách nhiệm chăng? Thực tế là ở Việt Nam rất phổ biến văn hóa sợ trách nhiệm. Thường những chữ ký nào dễ mang lại rủi ro thì cấp trưởng né đi và để cấp phó ký thay. Nếu có rủi ro xảy ra thì để cấp phó phải chịu trách nhiệm thay cho mình. Không biết ông Phạm Minh Chính có suy nghĩ như vậy hay không, nhưng hành động đó không thể không khiến một số người nghi ngờ. Ông Phạm Minh Chính ký bổ nhiệm chủ tịch mới cho EVN. Cũng có thông tin cho rằng ông Dương Quang Thành đang tính tháo chạy sớm trước khi bão ập đến, bởi EVN dưới thời ông Dương Quang Thành đã bộc lộ quá nhiều tiêu cực, mà trong đó người dân và doanh nghiệp đang phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Năng lượng điện, năng lượng than và xăng dầu là những ngành cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước và đời sống của dân sinh. Khi năng lượng không đủ đảm bảo cung cấp thì thiệt hại do nó mang lại đối với nền kinh tế là không lường hết được. Hậu Covid, nền kinh tế Việt Nam đang đi xuống nghiêm trọng, trong đó có một phần đóng góp của ngành điện. Dưới thời ông Dương Quang Thành thì EVN đã không làm tròn trách nhiệm an ninh năng lượng. Ngược lại, nó còn dở đủ trò để đòi tăng giá điện. Chất lượng dịch vụ thì ngày càng tệ, nhưng EVN lấy thế lực của nhà độc quyền để mà gây áp lực tăng giá điện. Vì sao ông Phạm Minh Chính không dám ký quyết định nghỉ hưu cho ông Dương Quang Thành? Câu hỏi đang được đặt ra. Độc quyền mà vẫn thua lỗ, mỗi năm EVN báo lỗ hàng tỷ đô la Mỹ và lỗ lũy kế cho đến nay đã hơn 4 tỷ đô la. Họ than lỗ để gây áp lực tăng giá điện, trong khi đó các công ty con của EVN thì dư tiền gửi ngân hàng kiếm lời. Vậy thì khác nào EVN cố tình ém tiền để áp lực lên tăng giá điện? Hành động áp lực tăng giá điện của EVN chẳng khác nào là hành động chấn lột, bởi EVN đang ép người dân vào con đường không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải gật đầu chấp nhận. Cách làm của EVN chẳng khác nào cách làm của Việt Á trong vụ bán ký xét nghiệm dởm với giá cắt cổ và bắt người dân phải mua một cách cưỡng bức. Cũng cần có trách nhiệm điều tra rõ về tài sản bất minh của ông Dương Quang Thành. Tiền đâu mà ông này cho con đi ăn học tại Mỹ rất tốn kém như vậy? Và vì sao ông Dương Quang Thành lại để cho các doanh nghiệp thành viên gửi tiền núi ở ngân hàng, để rồi lại báo lỗ và đòi tăng giá điện cho người dân cả nước phải chịu? Và rất nhiều câu hỏi khác nữa. Vụ EVN nếu chỉ cần một cây kim châm vào thì ung nhọt to tướng sẽ bục ra mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin ung nhọt EVN đang căng, chỉ cần một mũi kim
là mục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ chuyến bay giải cứu, nói thách 18 án trảm sau khi ngã giá, tất cả đều sẽ thoát phải không? Một vụ án mà người ta không lôi ra được đường dây chạy án thì có nghĩa là đường dây chạy án này an toàn, chứ không có nghĩa là không có chạy án. Hiện nay tại Việt Nam, đường dây chạy án đã hiện diện ở mọi vụ án khắp nơi. Những vụ án của người dân không liên quan đến kinh tế và chính trị thì đường dây chạy án cũng thọc tay vào, nếu bị can có đủ tiền chi. Còn ở những vụ án liên quan đến các đại gia và các nhân vật chính trị trong bộ máy chính quyền thì gần như chắc chắn là có chạy án. Truy tố 18 án ở khung tử hình chỉ là cách nói thách để mà mặc cả. Ở nền tư pháp này, nếu thuê được luật sư cãi hay, có khi đương sự lại bị kết tội nặng hơn. Bởi ở xứ này, không chỉ công an mới có quyền để thực hiện thứ quyền lực ngầm, luật là tao, tao là luật, mà cả quan tòa cũng tự cho mình cái quyền ấy. Chỉ có luật sư chạy án thì mới có thể gỡ được án, cho nên dù năng lực của luật sư có giỏi, có tài năng cỡ nào đi chăng nữa, nhưng không có kết nối được với đường dây chạy án để làm co thì luật sư cũng mãi mãi nghèo mà thôi. Chỉ có những vụ án mà bị cáo nghèo rất mùng tơi như các thanh niên ăn cắp gà, ăn cắp vịt về nhậu thì mới không có bóng dáng của đường dây chạy án. Bởi nếu những kẻ chạy án nhảy vào thì họ sẽ nạy đâu ra tiền ở các bị cáo nghèo như vậy. Cho nên không phải 100% án là có chạy án mà phải trừ những thành phần bị cáo nghèo ra. Đã có chạy án thì có giảm án một cách vô lý. Rất nhiều vụ án như thế, không hiếm quan chức ăn hàng trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ nhưng vẫn hưởng án treo. Chính loại án như vậy, tự nó tố cáo rằng đằng sau những bản án này có đường dây chạy án rất khủng. Án càng nhẹ càng chứng tỏ đường dây chạy án càng mạnh hơn. Trường hợp Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên liệu có việc chạy án đằng sau hay không? Vụ chuyến bay giải cứu đang truy tố đến 18 án, khung hình phạt có thể lên án tử hình. Trong tổng số 54 bị can, việc đưa ra mức án nặng nề này làm một số người lầm tưởng rằng ngành tư pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêm minh. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người am hiểu, thì đấy chỉ là cách nói thách của phía cầm quyền mà thôi. Bởi họ biết rằng những bị cáo bị đem ra xử, toàn những quan chức giàu có và các chủ doanh nghiệp nhiều tiền. Họ lại vừa ăn no nê trong vụ án chuyến bay giải cứu, cho nên phải ra giá cao để họ nhả tiền ra cho đường dây chạy án hưởng. Nói chung, đường dây chạy án này là loại kẻ cướp móc túi của kẻ cướp. Và những bản án nặng nề kia chỉ là cách để họ moi tiền thêm nữa. Đưa ra án cao là cách nói thách. Người thân của những người dính khung hình phạt tử hình đấy phải móc sạch hầu bao ra, phải tìm đến đường dây chạy án. Và một khi nhóm chạy án ăn no nề, họ sẽ giảm án cho những người này. Nếu sau khi kết án mà mức án không cao cũng như không có án tử hình nào, thì phải hiểu rằng đường dây chạy án này đã thao túng mọi bản án. Chỉ cần có tiền và biết đường chạy thì mọi thứ đều có thể. Một người trong ngành tòa án giấu tên cho Thời báo.de biết rằng có những đường dây rất quy mô, nó là liên minh giữa cảnh sát điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Rất nhiều trường hợp bọn họ cố tình tạo ra án oan để buộc đương sự phải chạy trọt nhằm giảm án. Ai không chịu chạy trọt mà còn cố tìm luật sư giỏi thì họ sẽ kết án thật nặng cho bỏ ghét. Có thể nói những đường dây như vậy là tội ác khôn lường. Hoàng Văn Hưng là một trường hợp chạy án bị lộ. Vụ chuyến bay giải cứu đã bị lộ một phần đường dây chạy án. Đó là cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Hoàng Văn Hưng và cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên, vẫn còn đó đường dây chạy án khủng đang chi phối. Chính nó đang che giấu những quan chức gộc nhất vi phạm tội ác nghiêm trọng nhưng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trường hợp ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đang phơi bày rất rõ hành động bao che của ai đó, mà một khi vụ án này do những tập đoàn thao túng thì sẽ không có công lý nào xuất hiện trong tòa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ chuyến Anh giải cứu, nói thách 18 ăn chảm sau khi ngã giá, tất cả đều sẽ thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.